Bây giờ thì lon luộc tai heo với lại giò heo, đặng một hồi ăn chung với lại cháo bò nha cả nhà. Lon luộc bỏ nước rồi, bây giờ lon luộc lại một lần nước nữa cho nó chín luôn nha cả nhà. Nêm nếm gia vị trong này hết trơn rồi. Còn cái này là bò wagyu cả nhà. Bò wagyu này là để người ta làm bánh hamburger ăn đó. Nhưng mà cái này thì lon mua về lon nấu cháo bò ăn cả nhà. Ở trong đây thì có 4 miếng. Lon lấy 2 miếng ra lon nấu cháo bò ăn. Cái này nó chưa ướp tẩm gia vị gì hết nha. Cái này là mình cứ mở ra rồi bỏ vô nấu cháo chín rồi thả vô mình nêm nếm là vừa ăn luôn cả nhà. Ngon dữ lắm, tiện mà dễ nữa. Cái này là bò wagyu nha. Bây giờ mẹ lon thả bò vô nha cả nhà. Dẫm. Xong rồi cả nhà ơi, bây giờ Lon dọn ra ăn nha. Xin chào cả nhà đang xem kênh YouTube Lon's Kitchen. Hôm nay hai mẹ con Lon làm món ăn mùa đông cả nhà, không phải mùa đông, món ăn mùa xuân cả nhà. Cháo bò wagyu ăn với lại giò heo, tai heo, gan heo với lại trứng mít thảo cả nhà. Ăn kèm đây thì có rau sống nha. Rau sống ở đây thì Lon có mua bó cải salad son cả nhà. Giờ thôi Lon mời cả nhà nha, mẹ ăn đi mà. Để thêm rau thêm giá nó vô nóng nóng ăn cả nhà. Gia đình Lon bị bị dính Covid hết nguyên nhà luôn cả nhà. Không có đi hết làm rồi. Không có làm gì hết trơn luôn, 2 tuần lễ cả nhà. Bây giờ ủa 1 tuần lễ chứ, bây giờ thì hết rồi. Nguyên nhà hết rồi nha. Vậy ăn ăn lấy sức lại đi làm đi học tiếp cả nhà. Nghỉ học hết 1 tuần lễ luôn. Mời cả nhà nha, quá trời luôn. Cái tô của Lon múc 3 giá đó cả nhà. Nóng quá. Ngon quá. Tôi hết mua cái bò này cả nhà. Bò wagyu này nó có mỡ nhiều, thịt cũng nhiều, nhưng mà nói chung là nó không có bị khô khan, cả nhà ăn nó rất là ngon nha. Đi gớt cái máy. Ngon quá. Mời cả nhà ăn. Ngon nhỉ. Bò mà không ngon thôi. Nước mắm ớt cái nhỉ. Cái salad son nó thơm lắm nhỉ. Thơm quá, salad son thơm quá. Quá trời thơm. Chán mạng với đó là ngon. Ớt, chả gì nhiều ớt, mắm rồi cả nhà. Trời ơi, hấp hàng.
đem vào ăn cho nó mát. Nhát này nó còn chín không á? Không biết nhát này nó có chín không. Bà hỏi mua lộn chân gà, chân bò cái nè. Trời ăn nó dở. Sợ tới giờ. Bách Thảo nè, ăn cái Bách Thảo nè. Nó lạc không? Không, à, nó ngon lắm, béo béo, giòn giòn. Sao được không? Béo luôn. Ừ, béo, ngon. Mà luộc cũng được, không luộc cũng được. Luộc nó giòn hơn chút. Nồng với mùi khai khai à. Nha. Này. Nó vậy á. Đồng mua 2 có tay hay 5 đồng đấy nè. Ngay lã thật. Ăn giòn quá. Ta heo hả? Nha. Giòn quá ăn đi. Ngon. Đắp gì mẹ ra sao nó dính này. Miếng nhỏ thôi. Tại mày gắp lên miếng nhỏ nè. Nó bị dính nùi à. Quá trời. Lấy tay luôn đi đây. Tay tay sạch nè. Giòn khúng. Ông để nguyên cái heo, nguyên cái tay cạp ăn nó thôi cắt đi. Ăn này giải cảm luôn. Không có cảm nào giải. Mày cả nhà nha. Mẹ mang về heo mà. Còn bị da mấy heo hả? Dạ. Nhà hay mở miệng chứ. Nó bị dai nè. Nãy mình luộc nguyên thấy mềm. Cháo này ăn phải ăn lẻ lên. Nó không có nguội, nó không ngon.
ăn như nồi lẩu á mẹ, nóng nóng nhúng ra hoài vô. Đúng rồi. Thôi rồi, nãy phải bắt mà cháo nhúng rau ăn mới ngon. Ha. Đây. Trời còn hơi lạnh lạnh. Nó nặng lẹ lên mà nó nguội. Giòn cũng cũng. Cái này chả mồ hôi. Mẹ ăn nữa không? Nè. Một tô cháo. Của mẹ lần là 2 giá. Của lần là 3 giá. Thịt đâu bị khô hả mẹ? Mềm. Ngọt ngọt mà mềm. Thịt bò. Bà này là con bà được massage, được nghe nhạc massage cái này. Con hồi đó hay đi mua đồ nấu cháo á, toàn mua thịt bò. Thịt bò bằm không à. Đâu có biết là bò làm bánh hamburger nấu được đâu. Sợ nó nêm nếm rồi. Mà đâu có đâu cả nhà. Ngon quá. Tiện lợi. Mèo có lấy dao đâu. Cái cải xơ son nó thơm. Ăn cái này đúng như đúng bài, nhưng biết nó thơm quá. Quá ngon cả nhà. Cái da nó giòn, cái da nó mềm á, mềm cũng giòn, mà muốn sao còn sạch nó da, nó bự quá, xà xong thơm, thổ ăn mà cái ổ tay nó làm cái bốc luôn á, thông luôn. Cái này chế mặn phải không? Mặn, ngọt lắm cả nhà. Ngọt dĩ dằn luôn á. Quá chả mặn nó đẹp. Vậy nó mới ngọt á. Nước quá trời nước rồi. Đỏ. Quá trời đẹp rồi. Đỏ như màu son. Mà cái nhà nha, ăn mặn. Mình cắn một cái. Ngon. Ngọt lắm cái này. Vô mùa à. Ngọt mà nước quá. Có hộp dâu mà cả nhà thấy là ở Đà Lạt nó bán 150 hộp không mà. Ở đây bán có con đồng 29 hộp mà. Đồng 29 sen nha. Cái đó là không phải là đồ organic nha. Nếu mà đồ organic thì 6 đồng nhưng mà vẫn ngon. Trời ơi, nó đẹp lắm cả nhà ơi. Ăn cháo mà đói mà. Rồi tới đâu ăn tới đó. Ngon dữ.
mát cho nồng nước. Đầy đủ rồi nha. Son hành. Ăn có cháo không à. Còn thiếu cuốn hậm này kia nọ. Nói chung muốn ăn gì làm đấy kìa. Ăn gì hết. Uống hết nó ở. Mày cả nhà nha, xác xị. Ngủ không? Không, mà có nước nè. Với ăn trái mặn nữa hết, uống nước. Rồi. Thấy đâu cả nhà ơi, mẹ Lon với Lon vừa ăn xong cháo bò qua gu cả nhà, ăn kèm với lại thịt heo, tai heo, rồi giò heo, gan heo, ăn kèm với lại rau sống nữa, chấm lại nước mắm ớt. Thì Lon xin kết thúc cái video ở đây nha. Lon cảm ơn cả nhà đã đăng ký và ủng hộ kênh Lon's Kitchen. Lon chúc cả nhà có một bữa cơm ngon miệng, cả nhà đừng quên và đăng ký ủng hộ thêm Lon's Kitchen cho ra nhiều được cái video hay và hấp dẫn hơn nữa nha. Thank you for watching Lon's Kitchen. Bye bye.